Được. Kêu với quyền nào thì nó càng lên cao từng đấy. Dạ. Rồi bắt đầu kêu gia đình nó xuống. Kêu gia đình nó xuống là vô đó quỳ lại đó đồng hoàng rồi nó mới xuống. Đoạn gắn nó nằm dưới chân ổng á. Mà cái lúc đó là coi như ổng hôn mà muốn đáy thằng quần rầu. Gắn nó đó lớn nè. Nó có mộng luôn mà. Là hiện tại á, Quang đang có mặt tại xã Mỹ Sương, huyện Cao Lãnh và cũng đang đi tìm một ngôi miếu cổ mà nghe nói ở đây á, có rất là nhiều câu chuyện bí ẩn. Qua cái sự hướng dẫn của em Thông thì bây giờ cùng Quang đi tới nơi đó để nghe cái câu chuyện huyền bí ha. Đi theo bước chân Quang. Hello, nó nghe nè, bây giờ anh tới cái chùa Hải Huệ Tự rồi, bây giờ đi đường nào, tại vì tới đây thì không có thấy gì nữa hết á. Ừ, cái chùa Hải Huệ, có mẹ Quan Âm đứng trước nè. Đi vô nữa hả, đi vô thêm tí xíu nữa hả, qua cái cầu xanh, qua cái cầu dán. Rồi rồi, ok ok, đi đây, đi đây. Ở trong đây á, mà người ta không chỉ mình á, chắc chắn là mình kiếm khó lắm nha. Rồi, tới rồi, tới rồi. Miếu 73. Miếu 73. Và cuối cùng á, Quang đã đến miếu 73, gọi là 73 Giảng Ban. Thì bây giờ mình đi vô trong kia để mình tìm một cái ông từ để chia sẻ về cái lịch sử này đây nha. Đi. Hình như là ảnh đứng trong kia. Hai cây da này rất là to luôn mà nghe nói là chỉ là cái nhánh thôi. Ồ. Oh. Chào anh. Chào em. Vô gặp chiếc xe cho nên là thấy chiếc xe cho nên là thôi cho em gắn cái này đi cho nói cho nó hay. Rồi. Thấy chiếc xe cho nên là nghĩ chắc có người ở đây. Anh là anh tự đây đúng không? Đúng rồi, anh đây em bạn ở này. À, anh em mình vô đây ha. Tại vì bây giờ trước tiên á thì em nghĩ là cúng đi, cúng mẹ. Rồi sau đó mình anh em mình sẽ chia sẻ những câu chuyện ở đây. Rồi anh em mình thắp hương cho cha. Dạ. Em để cái bông đây luôn ha anh. Rồi để bông. Hàng năm thì bà con lại đây đông không? Nói chung là năm nào cũng đông. Dạ. Ba ngày. Dạ. Dầm 14, dầm 16. Nhưng mà vào ngày tháng giêng, tháng giêng. Bây giờ em để đại đây đi ha. Rồi ok. Mình cúng một dạ chào chú. có chú lại 7 cây ha anh, vậy là mình bắp 14 cây ha. 7 cây được rồi. 7 cây được rồi. Là anh có thấp không? Anh phải thấp cũng được. Dạ. Hồi nãy thì em thấy có ngang đây là có người lại đây cúng trước anh. Không, cũng thấp ngang hàng ngày. Dạ vậy ha. Chiều là anh vô thấp ngang. Em thấy cái đoạn đường vào đây á rất là khó đi, chắc chỉ có một số người dân ở đây thì biết thôi. Còn rộng rãi cũng ít người biết. Cũng biết, cũng vẫn biết chứ. Dạ. Tỉnh thoảng đến cúng hoài à. Những người ở phương xa cũng vậy luôn. À, cũng có luôn. Trước tiên thì mình cúng mình xin phép. Để nếu mà có chia sẻ quay phim cho nó dễ. Gặp cái chú kia vô. Để cây ha. Cúng ở ngoài trước mà à. Dạ dạ.
Nói chung là đến đây á là cũng cái duyên cho bạn Thông á, bạn giới thiệu cho em về cái địa điểm này. Nhưng mà nói về cái lịch sử cũng như là mọi cái thông tin đó thì em không có biết. Thì anh có thể chia sẻ giúp em một tí xíu không? Tức là anh từ năm nào ông làm ông Từ ở đây? Có nghĩa là anh làm đây cũng cách đây trên chục năm rồi. Dạ. À, nhưng mà chỉ nghe cái lịch sử là ngày xưa ông bà mình nói là cái miếu này là trên 200 năm. Dạ. Nhưng mà một hồi nữa là mình chỉ gặp cái ông kia mình chia sẻ mình hỏi nó kỹ hơn. Tại vì anh cũng mới tuổi không bằng ông kia. Dạ dạ. Ở đây thì em biết chắc chắn là nếu là có bảy mẹ ở đây sẽ có những cái sự linh thiêng. À, có cái tâm linh mình thấy cũng là cũng tin chứ không phải là không tin. Ví dụ một trường số trường hợp. Ví dụ trường hợp và anh dẫn anh ra trực tiếp ra ngoài này. À rồi. Rồi. Hình như là. Đây, cái cây này trước đi. Đây là cái da, đây là cây nhỏ thôi chứ không phải là cây lớn. Dạ. Cái cây lớn thì nó bự lắm, nó ngã rồi. Hôm trước á là cái đợt cúng là tự nhiên có một thằng kia là trên đây là nó tự nhiên nó leo lên đây, nhưng mà hãy mọi lần đi ra kêu nó là nó đi cứ leo suốt trên đọt. Dạ. Rồi nó kêu quỳ lại đi vô trong miễu, vô trong sống quỳ lại xong nó mới xuống. Còn nếu mà không lại là nó không xuống, bắt đầu mới đi lên kêu gia đình nó xuống. Kêu gia đình xuống thì nó cũng nói vậy thôi, nhưng mà cuối cùng vô trong đó lại xong là bắt đầu nó mới tụt xuống được. Đó. Tức là nó thường nó tới đây và nó leo lên cái cây hoài vậy đó, nó không chịu xuống, nó kêu là lại xong đi mới nó được xuống được. Giống như khiến đúng là phải cho nó kêu nó chừng nào thì nó càng lên cao chừng đấy. Dạ. Rồi bắt đầu kêu gia đình nó xuống. Kêu gia đình nó xuống là vô đó quỳ lại đó đàng hoàng rồi nó mới xuống. Là nó tụt xuống. Thôi, chứ là có ở đây luôn. Có, à. Có thằng ở đây. Như vậy là chứng thực là ở đây vẫn có những cái chư vị ở đây để báo hiệu là ở đây tôi có ở đây đi. Dạ. Còn cái còn một cái nữa như bạn ông Thiên. Tại bạn ông Thiên lúc trước kia là nghe cũng cây chân chỗ này là ngày xưa là chứ không phải như xây được bây giờ gì. Dạ. Nó có cái cục gòn thôi, mình chỉ để cái cục gòn thôi. Mình để bạn ông Thiên thì mình cúng vậy nè. Rồi tụi nhỏ nó vô nó chơi. Dạ. Nó đá banh hàng ngày luôn đó, bắt đầu nó đá cứ lật càng bàn cái bạn ông Thiên này hoài hà bể. Đó, rồi có cái bà Tám á là bà mẹ của cái có một con chú đó, hồi mình hỏi ông chú đó. Dạ dạ dạ. À, cứ đá lật hoài bà mới la. Ông la gầy. Ông la gầy thì nó mấy nó không vô chơi nữa. Không được chơi nữa thì đầu cái đâu dừng vào ngày sau thì bà cũng bệnh bắt đầu đạp đồng lên là nói tại sao là không cho mấy đứa vô chơi này kia đó là bà quả quở phạt bà đó. À, tức là những cái dư vị ở đây là muốn cho cái tụi nhỏ là đi đá banh mà bà lao không muốn cho cho nên là dặn quở phạt chứ xíu. Còn anh dẫn cưng á là gặp ông mẹ của người của bà đó là chia sẻ nhiều, tại ông lớn tuổi rồi ông biết gần gì. Anh rồi. À, ở đây em thấy có mấy ông hổ. À, đây mấy ông hổ. À, tại vì cái văn hóa thờ hổ của người miền Nam Bộ mình rất là nhiều, em thấy đi cái miếu nào cũng có hết. Tại vì đây là cái miếu ông hổ á là nó nằm ở ngoài. Nó nằm ở ngoài tại vì đó là lính binh tôm tướng cá của dặn bằng bảy bà ở trong. Đâu phải ở ngoài. Ở ngoài phải giữ ngoài. Cái miếu này là thường xuyên là có những người có hơi căng chút xíu vô thắp nhang chút xíu là bị nhập vô. Dạ. Là cứ nhảy vòng trong đây không nè, là tôi chứng kiến là nhiều lần đó, là vòng đây là nhảy vòng đây nè, tức là họ về căng. Ờ. Dạ. Rồi cũng nói chung nó riêng chút xíu nữa là ở trong cái ngay chân chỗ đó là mới hôm năm rồi là có nắp bằng này nè vô đứng ngay chân chỗ đó là dắt 12 giờ chưa. 12 giờ trưa là bây giờ là 11 giờ 15 rồi nè. Ờ, 12 giờ trưa. Lúc đó tôi ngồi đang như ngồi như ông chú đó. Dạ. Tôi đang ngồi đó. Thì ổng vô đây ổng thắp nhang. Ổng quýnh chuông ổng gõ, ba hồi chuông. Thì do gõ vừa xong ổng kêu la sùm lên thì bắt đầu ổng té xuống đèn cái bình này ngay chân chỗ này nè. Té xuống là ngay chân chỗ này là tay chân giật giò cẳng quýu luôn. Dạ. Không còn biết gì luôn, ổng té nằm ngay chân chỗ này. Dạ. Là lúc đó ổng đứng gì nè, tại vì tôi ngồi đó mà. Ông đứng đây nè, tát xong là nó quất cái binh là giật ông té sắp xuống đây là tay chân ông rung thì tôi tưởng ông chết không à. Tôi lúc đó tôi cũng sợ nữa, tôi mới chạy vô đó tôi đứng cái tôi chạy vô đây tôi dòm thấy quảng hồn tôi có chạy cái ga thì người ta cầu xin quá trời luôn hồn thì ông tỉnh dậy. Nhà quýnh là cái mỏ này, ông quýnh cái chuông có cái chuông nhưng mà tại bình thường không có để cái chuông, sợ bị mắc, sợ bị mắc. Yeah. Giờ phải đem cái chuông cắt là ông mới năm rồi nè, là ông bị giật té này cái là lúc 12 giờ trưa nè, quá linh. Ông té ngay chỗ này là tôi đứng ngồi ngoài đó, tôi chạy vô đây nè, tôi thấy quảng hồn tôi sợ quá, tôi chạy chứ ra, tôi không dám kêu mọi người lên đây cúng lại. Rồi bắt đầu cái ông mới tỉnh dậy. Trước khi á để gặp chú chia sẻ nhiều hơn về những cái câu chuyện linh thiêng tại nơi đây á, thì Quang cũng đi rất là nhiều nơi cũng như miếu thờ năm mẹ ngũ hành vạn ban,
nhưng mà cũng lần đầu tiên đến một cái nơi thờ về bảy mẹ. Thì thật sự nói về thông tin về bảy mẹ thì ai cũng thắc mắc là bảy mẹ nào. Quang sẽ gặp nhà sử học Nguyễn Thành Thuận để chia sẻ về cái tục thờ bà, thờ mẫu mẹ tại nước Việt Nam cũng như là Nam Bộ. Sau đó thì nói về những tên của các bà, thì mong là mọi người sẽ theo dõi những cái chi tiết đó nha. Cái tín ngưỡng mà thờ bà đó là một trong những cái tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời ở Nam Bộ. Mà cái trong cái tín ngưỡng thờ bà này đó, mình phân biệt nó sẽ khác với lại cái tín ngưỡng thờ mẫu ở miền Bắc. Mặc dù là mình cũng thấy là cũng là thờ các vị vị nữ thần, nhưng mà ở miền Bắc thì cái hệ thống tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ là nó đã có một cái hệ thống hình thành và nó có những cái đặc trưng rất là khác so với cái tín ngưỡng mà thờ nữ thần ở Nam Bộ. Thì trong cái tín ngưỡng thờ nữ thần ở Nam Bộ thì nó do cái đặc thù cái lịch sử để lại đó, từ cái khi mà các lưu dân người Việt thế kỷ 17-18 bắt đầu là đi vào khai khẩn miền Nam thì đã đem theo cái nét văn hóa của người Việt từ thế kỷ 17-18, và trong cái quá trình mà đi vào trong Nam đó thì đã có cái sự giao lưu giao thoa văn hóa với các cái cư dân bản địa, trong đó có những cái cư dân người Chăm và những cái cộng đồng dân tộc người Hoa, người Khmer vân vân. Thì từ đó hình thành nên một cái nét tín ngưỡng dân gian rất là đặc trưng ở Nam Bộ, đó là thờ mẫu, thờ nữ thần. Thì chúng ta thấy phổ biến nhất đó là thờ bà Chúa Xứ nè, hay là thờ Ngũ Hành, Năm Bà, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Thì bên cạnh đó thì có một cái tín ngưỡng là như em vừa hỏi, đó là thờ bảy bà đó. Dạ. Như vậy thì nó cũng là một cái nét riêng rất là đặc biệt. Mặc dù là không phải là nó quá phổ biến lắm, chỉ một số nơi có thờ thôi chứ không phải nơi nào cũng có. Nhưng mà là có rất là nhiều người ta sẽ thắc mắc là bảy bà là ai. Dạ. Như vậy thì có phải bảy bà là năm bà ngũ hành cộng thêm hai bà nữa hay không? Thì cái này nó cũng còn nhiều cái sự tranh luận trong cái giới nghiên cứu, các nhà nghiên cứu về văn hóa dân gian. Tuy nhiên là cái thông tin mà nó phổ biến nhất là các nhà nghiên cứu tìm hiểu được, đó là cái mức độ mà phổ biến đó là bảy bà, bao gồm là bà Chúa Thiên, bà Chúa Thiên nè, bà Chúa Ngọc, rồi bà Chúa Xứ, bà Chúa Động, bà Cố Hỷ và bà Thủy, bà Hỏa. Thì bà Chúa Tiên á, bà Chúa Tiên và bà Chúa Ngọc. Thì bà Chúa Ngọc ở đây đó là chính là Thiên Nhi Na Thánh Mẫu. Dạ. Đó là của cái người Chăm đó, chúng ta tiếp thu cái tín ngưỡng văn hóa đó, và nó hòa trộn với lại các cái của người Khmer như bà Chúa Xứ đó. Thì bà Chúa Xứ thì ngày xưa là người Việt mình khi mà đi vào khẩn hoan đó thì tất cả những cái xóm đều đa số là đều có cái miếng thờ bà Chúa Xứ. Bà Chúa Xứ là bà chúa của một cái xứ đó, một cái xóm đó. Chúng ta sẽ phân biệt là bà Chúa Xứ là chúng ta không có nghĩa là bà Chúa Xứ Châu Đốc. Bà Chúa Xứ Châu Đốc núi Sam rất là nổi tiếng, nhưng mà là bà Chúa Xứ của vùng đó thôi. Và mỗi một cái vùng người ta sẽ cũng là thờ bà Chúa Xứ, nhưng mà là bà Chúa Xứ của vùng đó chứ không phải là chỉ có một bà Chúa Xứ. Do đó là chúng ta thấy là cái tín ngưỡng mà thờ bảy bà đó thì nó là một cái nét đặc trưng trong cái tín ngưỡng dân gian Nam Bộ, mà thể hiện cái sự giao lưu giao thoa văn hóa của các cái cộng đồng cư dân ở Nam Bộ. Tiếp theo câu chuyện của ngày hôm nay á, là Quang muốn giới thiệu cho các bạn về một khung cảnh mà khi mà Quang mới bước tới đây á thì Quang thấy wow, sao có cái cây da mà nó lớn mà nó to mà nó khổng lồ như vậy. Về cái câu chuyện linh thiêng thì chắc chắn một tí xíu á, mình sẽ gặp chú giữa một huyện Cao Lãnh và có một cái làng quê gọi là nhẹ nhàng luôn. Thì Quang thấy nó rất là thanh bình, và khi bước vào đây nữa thì cái khung cảnh gọi là có pha một tí xíu ma mị, pha một tí xíu nhẹ nhàng và pha một tí xíu thanh bình. Với cái khung cảnh như thế này á, chắc chắn thì có những cái thước phim Quang nghĩ là ít ai mà biết đến tại cái khu vực này á, cả những người mà thân thuộc cũng chưa biết đến một cái miếu linh thiêng bảy bà như thế này. Thì bây giờ mình gặp chú ha.
cây da rất là to, mà nghe nói là cây da này là chỉ là cái nhánh thôi đó, hai cây da. Gặp chú, anh giới thiệu để gặp chú để chú chia sẻ một số cái thông tin gọi là linh thiêng cũng như là đặc biệt nơi đây. Thì bây giờ con gài cho chú cái micro nha. Dạ. À, năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? 62 tuổi rồi. 62 tuổi rồi. Có bộ râu đẹp quá. Cài cái nút lại cho nó đẹp nè. Theo biết á, cái miễu này á, thì hồi đó có nguồn gốc của cái miễu á, là hồi đó cái bà này hồi đó rồi bả mang họ Quỳnh á. Nhưng mà cái thời đó là còn cái thời chào vua, cho nên á là mấy vua mới bắt đi cống hộ đó. Thì coi như vậy là đi nửa đường đi. Thì coi như là hồi đó đi ông bươm mà bị gãy cột bươm, chìm thuyền chết. À, cho nên bả là cái cánh hồ Quỳnh thân bả về đây bắn ngữ. Rồi bắt đầu từ ngày đó tới bây giờ là vẫn thờ cúng như vậy. Nhưng mà cái này là hồi đó là chỉ có một mình bả, nhưng mà sau này dường như là thêm sáu bà nữa, nghĩa là cũng như là mình nói trong cái lịch sử á, là mấy bà này cũng hợp với cái bà kia, cho nên là có đạp đồng lên là bây giờ phải thờ là thờ bảy bà, nhưng mà cái bà ngầu giữa là cái bà đó là coi như là bà là chủ quyền. Dạ rồi, vậy con biết lịch sử rồi. Ở đây á, thì con thấy hai cây da mà nãy anh Bảy có chia sẻ là hai cây da này chỉ là cái nhánh thôi, nhưng mà ông biết là ở đây có những cái câu chuyện linh thiêng về hai cây da này không? Có. Con nghe nói là có cặp gắn cũng không? Có. Thì ở đây mình nói, nếu nói không nói thì sao mà nói, phải nhắc cho nó có cái nguồn gốc từ đầu. Dạ. Là cái thời mà khi mà ông già tôi ổng đi làm ruộng xa, giao cho cái ông bác ở sớm một lần ở đây, thôi bây giờ anh ở đây gần gũi thì thôi bây giờ anh đốt nhang vì tôi làm ruộng xa. Rồi cái đợt đó cũng giác trưa mà cái cỡ tháng giêng hai á, hồi đó cái đường này nè cây nó bò phủ như vậy đúng không? Dạ. Rễ nó chăm vậy, nhưng mà nó cỡ khoảng là ngang hai thước vậy, thẳng ra ngoài có một cái đường đi chính thống coi như là không có nhánh nào bò xuống hết. Dạ. À, thì ổng đi uống trà với anh em giác trưa, cái ổng đi tắt cái đường này về cho nó gần. Thì ổng nghe nó thổi phù phèo, cái ổng tưởng đâu là máy bay, cứ ổng lo ổng nước về coi có máy bay hay không. Nhưng mà đi cách chừng thước là ổng gắn nằm dưới chân ổng á, mà lúc đó là coi như ổng mà muốn đáy trong quần rồi, bước tới cũng không dám bước, mà bước luôn cũng không dám bước. Cái ổng nhớ chực ổng mới giấy, nếu mà thuộc gọi là ngựa của bà mà có linh thiêng á thì thôi bây giờ là mấy anh bò chỗ khác, tôi đi qua chứ giờ đi, tôi đi bước ngang tôi cũng không dám bước, mà chụp lui tôi cũng không dám chụp lui đó. Cho nên nó có cái thời điểm đó mà gắn rồi đó bị lớn như nè, nó có mộng luôn mà, là ổng thấy luôn, ổng thấy luôn đó. Rồi sau này tới cái thời bà già tôi còn mạnh giỏi cũng ra đây cái ngày rằm giêng nấu cúng đó, thì coi như vậy là cũng nhiều người lắm, nhưng mà bà già tôi bà còn thức sao, rồi bà nấu nướng, rồi bà có mình bà bò ngang cái chân bà lạnh ngắt đó, chừng bà dền xuống thì mới thấy là còn rắn đó. Nên là cái miễu này nó có những cái lịch sử nhiều cái lắm. Hồi đó cái cây này nó bò từ cái mí đường đi vô đó ra tới cái mí lộ đó chồm lên trên này luôn, là cái khu nghèo đó là năm công đó. Năm công nó bọt đi, mà nếu mà hồi đó tụi tôi cũng còn nít nha, nếu mà nói là lên cút bắt nên cứ thả leo lên cây rồi là tối ngày khỏi xuống đất, cứ chuyền cây rồi như hoài đó, nó quá lớn. Nó quá lớn. Cho nên rồi cây này nhánh này dính với cây kia cứ đu với nhau, cũng như mà khỉ mà nó trèo cây vậy đó. Còn cũng là cái thời đó lối sớm đây một lần của bà bác ở đây, nhưng mà ở đây cũng có nhiều người bị lắm, cũng thành ra sau này ai cũng sợ. Là hồi đó nếu mà muốn vô đây kiếm củi khô á thì phải vô đốt cho bả để cái nhang đó, rồi muốn kiếm củi sao đó kiếm củi, mà không đốt rồi là bị phạt liền. Không có gì vô kiếm củi thì hả không giấy cúng thì cặp dịch đó vậy thôi, chứ không phải là nặng nề gì. Dạ. Thì cũng có một cái vậy. Cái nhánh bên đây to quá chú ha, cái nhánh này nè, nó phủ vô đây luôn. Ở đây cũng giới thiệu với mấy chú là cái cây này á là mấy cái nhánh con của nó thôi, chứ thực tế cái nó nằm ngay chỗ đó. Mà lúc tuổi tôi nhỏ đang
tầm 7 thằng cứ bắt trốn thì cứ chạy vô mấy cái khía cây, cứ chạy một vòng trốn thôi. Dạ dạ. Chứ có mấy cây này là con sau này nó mới lớn. Thì coi như ở đây á, mấy nhánh hồi cái thời trước giải phóng nó không phải bò vô tới đó. Hồi đó nó có cái chấn ăn đây, nhưng hả nhánh nào bò vô đây rồi chết. Chết. Lý do là tại sao chú? Cái đó là cái chuyện làm như là cái linh thiêng của mấy bả, mấy bả không cho bò vô. Dạ. À, thì có như hả chòm vô tới đây là đều chết hết. À. Tức là chòm vô cái coi như là không có qua lấy khỏi cái sân. À, dạ, dạ. À, thì hồi xưa là vậy. Còn như tới bây giờ mà nói cái vấn đề mà nấu nước cúng hay hoặc là làm thuốc uống á. Dạ. Thì coi như là cái thời đó là tôi cũng biết luôn. Hồi đó thì cũng có cái dạng mà thầy, dạ, thầy đầm bóng, thầy bùa, thầy pháp rồi đó. Dạ dạ. Có những cái chứng bệnh. Rồi là mấy ông đó mới nói là ra ngay cái cây da của bà đẻo cái hướng nào á, để về mình nấu nước mình uống. Thì cái đó có. Có. À. Cho nên là cái miếu này nếu nói về cái vấn đề cái di tích á, thì nó nhiều lắm. Nhưng mà tôi thì cũng mới sau này thôi, biết thì cũng biết, nhưng mà biết không hết bằng những cái người lớn hơn nữa. Những cái bô lão trước đây. À. Nhưng mà mấy ông đó giờ cũng đã qua đời hết trơn rồi. Nhưng mà nếu nói cái vấn đề cái lịch sử hay hoặc cái tiểu sử của cái miếu này thì tôi nó có thể nói là tôi biết cũng gần hơn nữa. Dạ. Yeah. Trong vấn đề này. Hồi nãy á là con nghe anh Bảy anh nói là bên đây hôm trước có bụi tre. Có. Là sao chú kể con nghe thì được. Đây đây mình đi từ từ đi rồi mình ra mới nói. Ở đây cái khuôn viên quá rộng. Dạ con thấy cũng rộng lắm á, không có nhỏ đâu. Đâu khúc nào chú? Đây đây ngay chỗ cái chiếc xe này. Xe của anh Bảy này phải không? À. Hồi đó là cái gốc tre nó nằm cái khoảng này vòng qua đây. Dạ dạ. À. Cái bụi tre gai dữ dằn lắm. Nhưng cái bụi tre gai này tôi cũng biết luôn là do từ đâu mà có cái bụi tre gai. Dạ. Là hồi xưa ông bà tôi làm thầy pháp. Dạ. À, nhưng mà rồi cái thời Tào Pháp nó mới cấm cái vụ mà thầy pháp thầy phù. Dạ rồi. Cho nên ông già tôi cũng mới đem một khay ông tướng ra ông chôn ông giấu chỗ này. À. Một khay ông tướng. Ừ. Là khoảng mấy ông nè coi ông như là cỡ, nếu cái khay đó cỡ khoảng chừng một chục ông sắp lên. À, chục ông. À. Thì coi như ổng chôn rồi ổng cũng sợ kỳ kỹ, cũng sợ cái chặt cái nhánh tre cắm xuống đây để làm dấu từ từ rồi cái tre nó thành cái bụi tre. Dạ. À, thì coi như lúc đó là cái quyền quản lý thì tôi cũng đốt nhang ở đây. Dạ dạ. Thì cho nên nó cũng có những cái mà hồi đó cái miễu này là cái thời đó là sau này bị mấy ổng cắm mình lợp bằng lá không. Dạ. Mà tre thì nó phủ qua đây. À, cứ quét tóc nóc lá hoài. Dạ. Tôi mới nói thôi bây giờ á mấy ông cũng nằm ở dưới này nha. Thì coi như mấy ông có linh thiêng đi chăng nữa mà tụi tôi cũng nghèo lắm. Hỏi mỗi một lần mà tre nó quét qua thì đổ lá xuống hết thì phải lợp lại. Cho nên bây giờ nếu mấy ông linh thiêng thì mấy ông khiến làm sao mà cho cái đọt tre này nó đừng quét qua miễu nữa đó. Để coi như đằng này người ta cũng bớt đi cái phần tiền chi phí đó. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái đó mới gọi là cái linh thiêng thì nó có thiệt đó. Bởi vì sau này khi mà cái bụi tre mà tôi phá rồi cũng có nhiều ông cái trầu gô rụng dưới này một khai đồng tướng mà tưởng ra đồng vàng nghe à, mấy ông đạo để có hay không cái có đó không? Hồi đó là khi đồng tướng mà người ta làm bằng cây á, chứ không phải là đồng tướng mà làm nhưng mà vàng có không? Không có bây giờ có không có à. À, còn nếu mà có nữa thì chắc đó là cũng phải để ở đây đúng rồi mình cho rồi. Bà con đúng, biết đúng, được là ở đây nó có cái sự tích gì à. Dạ. Nói chung bà con cảm ơn ông rất là nhiều, bữa nay là chia sẻ mấy câu chuyện này thật sự là hầu như là chắc không ai biết đâu, đúng rồi, chỉ có những người lớn tuổi như ông thôi. Dạ dạ đi anh. Ngày hôm qua ở miếu ông bà chú chợ á, thì gặp Thông rồi xong đó nó về nó giới thiệu là ở đây có một ngôi miếu rất là linh thiêng mà anh em vô quay phim xong á thì nó mới lại lý do sáng nay là em bận cái công việc là phải dẫn người nhà đi chích vaccine thì cũng xin lỗi hai anh là tại vì em lên trễ rồi. Thế này nè, từ nãy giờ cũng quay phỏng vấn được hai chú kể về cái câu chuyện ở đây rồi thì anh muốn là anh em mình thử thôi là đi xung quanh để coi cái cảnh vật nó lớn như thế nào cũng như cái cảm nhận mình ở đây như thế nào thì em thấy như sao. Ờ thì mà mới bước vô đây em thấy có một cái gì nó lần lần rồi đó. Thì thôi bây giờ hai anh em mình vào
cúng bảy bà trước để xin, cũng dù sao cũng xin mẹ đến một cái quả keo để cho bảy bà coi có đồng ý hay không, rồi anh em mình mới tiếp tục để ok cho... thôi dịp vô trọng okay, mình xin này. Phép cái đi cho không cho gì cũng được, đúng rồi, anh em mình xin phép cái. Được. Anh ơi, anh lại anh quay cái cảnh mà bà cho phép nè, tức là một mặt úp một mặt ngửa. Mọi người xem nha, tức là bảy mẹ cho phép. Bỏ dép lại đi rồi mình hồi mình đi xong mình lấy. Săn quần lên. Anh không biết ở đây là sâu hay không, mà anh cũng muốn trải nghiệm thử là cái dạ, linh thiêng nè, rồi cái sự to lớn của hai cây da cũng như cái cảm nhận thật sự. Anh nghĩ là đi đằng kia dài ra đây đi. Mình giờ mình bắt đầu mình đi bọc cái một dòng cua này đi. Không đi phía ngoài đó thôi, bụng cua lớn lắm. Dòng cua là đi tới chiều á. Bữa nay cho em phiêu dữ ha. Bây giờ mình xuống chỗ này. Còn không, còn gì trong đó không? Cẩn thận nha. Đây rồi, ok. Hồi đó giờ em có lại đây lần nào chưa? Chưa anh, tại em thì cũng mới được nghe giới thiệu cách đây khoảng 2 ngày á. Thì ngày hôm qua là lúc mà gặp anh thì em có nói là địa điểm như thế này đó. Cho anh nói cái này nha, biết sao không? Hồi xưa giờ anh chưa có đi xuống đây, anh không biết là những cái cây đây có gai, có này kia hay không, hoặc là có đĩa hay không. Đĩa thì ở đây giờ không còn đâu, chỉ có là sợ nhiều khi mấy cái miễn chai đồ này kia nó còn. Quăng ở đây, họ quăng rồi. Thì mình cứ đi chậm chậm đi ha. Bây giờ mình lên mấy cái rễ này nè, để mình xin phép cho con lên mấy cái rễ này để con đi cho nó dễ nè. Đồng ý. Ôi trời ơi, thấy chưa? Ốc, ở đây ốc rất là nhiều luôn á. Cái rễ cây này á, là ngày xưa á, em biết không? Cái chú kia kể là nấu nước uống khi người ta bệnh luôn, nếu là sinh bảy bà. Bên đây cẩn thận. Ok. Dạ, cái rễ bước vô trong đây á, mình cảm giác giống mình vô cái khu rừng thiêng ở Đồng Tháp vậy đó. Tại nó quá lớn á. Em không ngờ là ở quê mình lại có một cái khung cảnh như thế này luôn á anh. Đúng rồi. Tại vì những cái cảnh bây giờ rất là hiếm. Tưởng là mình đang ở trong một cái khu rừng sâu rồi nào đó mà nó cổ kính. Đúng rồi. Được không ạ? Đây nè, đi đường này nó cạn nè. Ôi, ốc rất là nhiều luôn. Ốc này là ốc gì ta? Ốc bu đen của mình á. Anh cũng đi nhiều em biết đúng không? Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh thấy hai cây da to lớn như vậy. Mà nghe nó lại cái nhánh nha. Cái này hình như là chỉ là cây con của mẹ thôi. Cây mẹ thì đã bị mất rồi. Đây chỉ là chỉ nhánh con còn lại của nó. Quá trời anh. Anh nghe nói là ở đây á là nước mưa. Chứ thật sự là... Dạ đúng rồi anh, tại vì ở đây anh thấy không, cái dòng sông của mình nó nằm ở ngoài kia. Ở đây chỉ là một cái trũng để mưa, hoặc là những nước ở trong cái ao của người dân á, người ta vào đây mà anh nhìn đi, nước rất là trong. Có cá rồi đó, cá rất là nhiều luôn á. Anh không biết mà nãy giờ anh đạp nhiều thứ dữ lắm á nha. Không, em chỉ đạp trên lá cây thôi đó. Vậy hả? Có vui vẻ. Có cái hố. Đi bên này nè. Không, bây giờ nè, khi mà nhìn cái dáng cây này nè, là nó chảy dài xuống như nè. Nhưng mà những cái cây da to lớn như vậy á, ngày xưa nghe nói là cái nhánh dài mút đằng kia luôn. Rồi mấy cái người trẻ tuổi á, mấy đứa nít á, nó chạy nó giỡn, nó chui ra là cả ngày luôn. Anh tưởng tượng mấy câu chuyện mà cổ tích của mình đã từng xem mà mộ yêu tinh và bầy trẻ mà tụi nó trốn trên cây này đó. Đó. Cái cây bên kia to hơn, giờ qua cây bên kia. Ồ, cây bên đó đúng. Cái cảm giác mà đi đây á, cả nhà. Đúng, nó lạnh, nó lạnh chân kinh khủng khiếp luôn. Mà rất là mát. Nhưng mà vẫn có những cái nỗi sợ. Ở dưới đây nó có cái gì? Đúng không? Cũng là cái cảm giác chân thật luôn. Quan cảnh á, không biết vậy có gì không ta, cái gì không ta. Mình đi nhưng mà mọi người thấy nước không? Mình đi mà mình không biết là ở đây. Ở dưới là... đó có cái gì? Nhưng mà cột con đường rất là bằng phẳng giống như có cát ở dưới này á. Đúng không? Cái cảm giác mình có một lớp cát nó dày lên. Ước gì mọi người cùng đi giống như mình á. Ôi, đây là cát đúng rồi, cát. Cát và có lớp lá cây ở đâu. Tới đây rồi nè, nãy giờ đi cũng khoảng gần 5 phút rồi vẫn mới tới đây à. Từ muốn có đẳng đi dài đây cũng mới tới cái gốc bằng đây à. Cái mực nước đây là cũng chưa tới đầu gối của mình. Qua đây đi. Đi, không mình đi ra đây coi nó có sâu không à. Ôi cát ở đây rất là mẹ. Thế này nữa nè. Giống như một cái sân banh. Giống như sân banh. Dịch đó anh em mình nghỉ dịch là 4 tháng. Khi mà quay lại gọi là hai mái á, thì anh em được trải nghiệm cái này giống như là được chơi vậy đó. Mình giống như quay về tuổi thơ mà. Mùa nước nổi ở đó, ở Đồng Tháp. Người dân ở đây thấy cá ở đây rất là nhiều. Nhưng mà khi mà đem lưới lại quăng á, hồi nãy chú Bảy có kể á, là
quăng lưới nhưng mà không dính con nào, nhưng đem máy lại xịt luôn cũng không có lên con nào chứ. Nhưng mà thấy là thấy nhiều, thấy nó rất ụt rất là nhiều. Hồi nãy chú Bảy mới kể với em. Ê, anh thấy cái nhánh là bự nè, bây giờ mình leo lên trên đi. Tại mới nãy anh có xin rồi, anh thật sự anh có xin rồi. Và Bảy mẹ cho. Thôi mình đi vòng bên đây qua đi. Không, anh muốn đi cái đường này nè. Nó mới leo lên luôn hả? Leo lên luôn, mình qua anh kia luôn. Anh làm trước đi. Leo lên đi, anh cho em cái câu chuyện. Nãy em đánh sao? Ây da, rồi lên luôn. Đi bên này dễ hơn nè. Anh bị dính cái áo, khoan. Anh thấy anh, ờ được rồi. Rồi. Thôi bây giờ mình ngồi đây đi. À. Tạm thời mình ngồi ngồi đây đi. Gắt phiêu. Có lọt không ta? Không phiêu đâu, không sao đâu. Thường á, những cái cây to lớn á, mà đinh thiên á, thì người ta không cho leo lúc 12 giờ. Bây giờ là 11 giờ 45. Anh em mình chỉ ngồi đây khoảng 15 phút thôi, rồi mình xuống. Hôm trước á, có nói là có một cái chú kia chưa khoảng 12 giờ cũng đúng giờ này leo lên cái cây mà leo hoài không xuống. Thì người ta thấy người ta nói là ông xuống đi, ông nói là cúng bà đi thì mới cho leo lên, không là leo hoài không cho xuống. Càng nói ông càng leo lên cao. Rồi. Ông leo hoài luôn đó, mà cuối cùng á thì người ta lại xin á, ông mới được xuống. Mà giờ đây gần 12 giờ anh em mình gán leo lên đây là biết gán cái nào đó. Không mà mình cũng đã xin bà, mà lúc nào lúc nãy mà bước vào xin bà em cũng có một cảm giác là ở đây rất là linh thiêng. Gần không? Anh có cảm giác mà tại gần cung hết trơn mà. Hồi nãy mà lúc mà mới bước vô là cổng thôi kìa, cá nó ụt kìa nè. Nó cá ụt đó, cá rôm. Thật sự khi mà hôm nay cũng là những cái ngày mà anh đi quay lại á, cũng lâu rồi không có cái cảm giác như thế này. Nhưng mà cái điều đặc biệt là những cái cảm nhận này chỉ có những người đi đến đây mới cảm nhận được thôi. Chứ những người ở nhà nào khi xem họ nói mình truyền bá, là mình nói mình cái cảm xúc không có. Nhưng thật sự anh em mà đã chứng thực điều đó. Bây giờ mình đi qua bên kia đi, đúng không? Em cảm giác là không? Tuy là em là dân địa phương ở đây nhưng mà em cũng lần đầu tiên em đặt chân đến thế này. Khoan nha, anh hỏi cây nè. Phan, cái cây này không? Đi qua bên kia được không? Cái cây đó anh thấy là nó yếu đó, đi qua bên kia được không? Thôi chắc mình xuống mình qua. Anh muốn leo qua phía bên kia luôn. Không, mình không có nhánh vịnh đi chứ. Đi lên đi, lên đi. Đi thử à? Thử à. Ở đây phải có một cây vịnh mình mới qua được. Chứ giờ nếu mà cây đi như thế này là nó rất là nguy hiểm. Không được anh ơi, một xuống dưới đây đi. Một ba một rồi, một rồi. Gãy rớt xuống mà mệt. Cái nhánh này là sao? Nó bị tét rồi. Giờ mình đi vòng quá. Ây da. Hồi nãy xong vô phóng dưới đây luôn trời. Phóng xuống té. Không, mình đi vòng ra đây cho cảm giác nè. Sâu không? Sâu không? Sâu à? Ồ, nếu ở đây nếu mà được nuôi cá một cái là không, nhầm khi có cá thiên á em. Nhưng hồi nãy mình có chia sẻ đó, cá của các chiêu vị, cá của bà, ừ, các chiêu vị đây. Qua cây lớn nè, cây này là lớn nhất ở đây nè. Đi vòng qua luôn. Vòng qua đây luôn hả? Không, mình đi tới cái rễ này mà anh em mình thử cố gắng bắt cây rễ này mình lên được không? Không, bên đây đi, anh thấy bên đây ok hơn nè. Đây nè, cái ôi. Đây nè. Ôi ôi, cao quá nè, nè anh. Em nhìn lên nè. Anh nè. Trời ơi, mình tưởng tượng là mình trong rừng Nam Cát Tiên vậy đó. Chàng luôn ở trong Nam Cát Tiên vậy đó. Nam Cát Tiên của Đồng Tháp. Đây có thể là gọi là Nam Cát Tiên thu nhỏ tại miền Tây, có thể là miền Tây luôn. Đây nè, bên này qua đó. Ô trời ơi, nó giống như một cái ổ. Anh ơi. Giống như một cái tổ chim vậy đó. Tổ chim ha. Ôi ôi, cao quá nè. Đây nè. Ôi, bắt đầu mình lên nè. Biết sao không? Ngày xưa anh nghe nói là có cặp gắn, anh biết rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thời gian gần đây nha, vẫn có con gắn bự móc đùi nè. Nó cũng bò xung quanh đây, có một cái ông nhậu, ông đến đây ông ngồi cái ghế đó, ông thấy trong khu vực này, cho nên là không phải là mình nói là mình sợ trong lúc này, nhưng mà mình nói cho cả nhà biết được là nó có cái sự linh thiêng tại nơi đây. Anh nghĩ là con của những hai cái ông cũ. Có mồng luôn. Như vậy thì nếu mà cái câu chuyện mà cặp rắn ở đây thì đặc biệt là khu vực này từ xưa tới giờ là không có. Không có những cái nơi mà tương tự mà có rắn. Anh nghĩ thế này nè, bây giờ anh em mình phải di chuyển xuống đi, còn có 5 phút tới 12 giờ. Cho nên anh nghĩ là cũng không nên, tại vì thường là tới giờ. Cho nên cái đó là thật sự luôn, chia sẻ với mọi người là bây giờ là cũng gần 12 giờ, cho nên giờ linh á.
Mọi người biết sao không? Tại vì trước khi mình lên đây á, ngoài là xin bà là hai anh em cũng còn nguyện ở trong là xin chư vị mà tại cái cây này thì cho phép tụi con lên để tham quan, giống như là trải nghiệm rồi sau mấy tháng trời để tụi con không có quay phim được. Thì ngày hôm nay là cũng lên đây con cảm ơn chư vị. Có duyên nữa, nếu hôm qua anh mà không gặp em á, miếu bà chú chợ thì hôm nay là chưa được đi tới đây. Đúng rồi. giờ em nói là anh mới triển khai luôn. Bây giờ qua đây mình về xuống nè. Xuống nha cả nhà. Rồi xuống, em xuống đường này luôn cho. Anh xuống bên đây nè. Ôi da, nước rất là mát luôn. Wow. Bé. Dạ, thôi con cảm ơn chư vị. Kết thúc cuộc hành trình. Dạ cảm ơn các chư vị đã giúp đỡ. Đúng 12 giờ. Đúng 12 giờ luôn. Là nói rồi, đúng 12 giờ luôn nè. Hay quá. Cảm giác rất là đã. Thôi cũng trưa rồi, giờ em mời anh với anh Nghĩ về nhà, sẵn dịp hơn mời về nhà em dùng bữa cơm trưa luôn. Gần đây hả? Đây xuống dưới 10 phút. Vậy thôi, chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở video kỳ sau nha. Và mong là cái video này có những cái thông tin cực kỳ thú vị và tuyệt vời dành cho cả nhà. Bye bye.